kênh chia sẻ cuộc sống. Xin kính chào bà con cô bác ở xa. Hôm nay Thành Tấn xin giới thiệu đến bà con cô bác và anh chị và các bạn, mình cũng đang review cái cửa hàng máy may của Linh, chuyên sửa chữa mua bán các loại máy may công nghiệp nha các bạn. Đây là số điện thoại là 0349 943590. Bây giờ mình sẽ vô đây review những cái chiếc máy may. Đây là ông chủ cửa hàng, giới thiệu đến các bạn, đây là chủ cửa hàng máy may Linh. Ở chỗ này là kêu bằng chỗ gì vậy? Sơn Đông. Xã Sơn Đông, huyện thành phố Bến Tre. Xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre nha các bạn. Địa chỉ là xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre. Thì các bạn có nhu cầu về bên ngành may mặc, máy dắt sổ, máy khuôn viên, máy may có đầy đủ, giao hàng tận nơi. Các bạn cứ liên hệ số điện thoại thì ông chủ Linh sẽ giao hàng tận nơi cho các bạn. Rồi đây, bây giờ mình giới thiệu với các bạn, đây là máy may công nghiệp. Đây, mình làm nghề may cho nên mình cũng dành về những cái chiếc máy may công nghiệp này. Thì bây giờ thời hiện đại bây giờ thì không còn xài cái loại máy đạp hay là máy đầu đen như xưa nữa, bây giờ trở lại là máy công nghiệp. Đó, may nó rất là lẹ mà chỉ nó rất là đẹp, may đồ rất là sắc nha các bạn. Đây, cái máy canh sai, máy canh sai chạy lai đồng túng. Còn đây là cũng canh sai đồng bằng. Đây cũng máy canh sai luôn. Cái này là chánh gốc Đài Loan, còn cái này cũng của Đài Loan, còn kia của Trung Quốc. Tất cả các nhãn hiệu đều có đầy đủ, Trung Quốc, Đài Loan, Nhật có nha các bạn. Đó, các bạn có nhu cầu thì cứ liên hệ ngay chỗ cửa hàng máy may của anh Linh đây. Rồi cái giao hàng tận đây. Máy Nhật nghĩa địa có xài qua. Đây hàng này có xài rồi nha các bạn, nhưng mà vẫn còn mới, vẫn còn tốt, vẫn chạy ngon. Đây. Đây là hàng nghĩa địa. Tiếp vô. Sổ máy điện tử luôn, xài motor điện tử. Đây máy dắt sổ đầy đủ luôn, tại vì nói chung cái tiệm này cũng hơi hẹp, thành ra không có trưng bày được nhiều cho các bạn. Các bạn có nhu cầu với số lượng lớn vẫn cung cấp đầy đủ, vài chục máy, trăm máy vẫn cung cấp luôn. Đây là máy mới, đây máy hàng phòng, máy điện tử cắt chỉ tự động. Đây, máy hàng phòng nha các bạn, máy điện tử cắt chỉ tự động luôn. Đây cũng hàng phòng luôn, cũng máy điện tử luôn nè. Cái này không cắt chỉ, cắt chỉ này, cắt chỉ luôn. Tất cả cắt chỉ. Đây cũng máy điện tử luôn các bạn. Đây cái này hàng này cắt chỉ luôn, mày giải trong dịch tự động luôn, nhấn nút tự giải. Cái này hiện đại hơn nữa. Hiện đại. Cái này là lại hiện đại hơn nữa, cắt chỉ tự động, để chương dịch tự động luôn. Đó, nhấn gót lên là sẽ chương dịch. Đây máy cái sổ đây. Đúng rồi đó. Đây bây giờ mình sẽ review cho các bạn thấy cái máy sổ nha. Đây rất là tuyệt vời các bạn. Đây đó, rất là tuyệt vời. Đây các bạn nhìn đây nha, mình đã làm ngày mai nay là 25 năm, mình xài máy này rất là nhiều cả ở chỗ cửa hàng này. Đây mình giới thiệu cho các bạn để các bạn biết ở trong khu vực thành phố Bến Tre nha, tỉnh Bến Tre giao hàng tận nơi, ngoài tỉnh cũng giao luôn với số lượng lớn, hàng trăm cái cũng vẫn giao đầy đủ cho các bạn, giao hàng tận nơi. Các bạn có nhu cầu thì liên hệ với ông chủ Linh đây cửa hàng. Máy rất là đẹp, chạy rất là êm.
kêu thôi chứ không phải là máy kêu. Google dùng mà. Em tuyệt vời luôn các bạn ơi. Đó. Quá đẹp. Các bạn nhìn thấy nè. Đây là cửa hàng rất uy tín các bạn. Nhu cầu thì cứ liên hệ. Bảo hành trọn đời. Có nghĩa là đây bán máy bảo hành trọn đời, có trục trặc gì đó thì cứ điện ngay ông chủ này sẽ đến bảo hành tận nhà. Bảo hành trọn đời cho các bạn luôn, khỏi lo về cái chuyện mà hư hao hay là này kia, không có. Hư là đến nhà bảo hành luôn. Là sửa đến sửa tận nhà. Các bạn cứ yên tâm mà sử dụng những cái chiếc máy may công nghiệp ở cửa hàng này. Rất đẹp. Lắm luôn. Không. Đây là mình thử mình dắt hai lớp luôn cho các bạn xem nha. Đây là hai lớp giải, đây. Hai lớp giải đây. Đây, hai lớp. Bảo đảm với các bạn đây là một cửa hàng rất là uy tín. Đây. Các bạn cứ liên hệ nè. Rất là đẹp. Đường chỉ nhìn rất là sắc. Được. Đây. Review thêm cái máy nào nữa đi. Mình sẽ thử review cái máy công nghiệp này các bạn xem nha. Đây là review cái hàng nghĩa địa thôi chứ mình không cần review cái hàng thùng. Chỉ hàng nghĩa địa thôi là cho các bạn thấy là nó chất lượng như thế nào thôi, còn cái hàng thùng nó rất là tuyệt vời. Đó, chỉ cái nghĩa địa thôi là cảm thấy nó đã tuyệt vời rồi, rồi còn cái hàng thùng nó còn tốt cỡ nào nữa. Đây. Đường chỉ rất là đẹp, máy may rất êm, đúng không? Mình đã từng xài qua những cái máy này hết rồi. Đường chỉ rất là đẹp, tên dưới nè. Đồ thun là không mặt không sợ đứt chỉ. Đây. Đặc biệt là cái loại máy này mai đồ thun là mặt không sợ đứt chỉ nha các bạn. Đây. Nè. Chỉ ra nó giãn được như vậy là mặt không đứt chỉ. Còn máy đầu đen máy gia đình mình hồi xưa là mai không có được như vậy, mặt là đứt chỉ hết. Toàn bộ mai đứt chỉ hết. Còn loại máy này thì mai không xài không đứt chỉ. Cái máy kia cái quen sướng vợ điện tử là cái đó nè. Cái đẳng cái của anh nhà điện tử cũng nói gáp cho anh đó chứ ai. Cái điện tử mắc tiền hơn mắc hơn nhưng mà xài nó ngon hơn. Nó đặc biệt con gái nó điện tử nó dở như kim lên bằng giờ là bằng chân luôn, không có dở bằng nhấn gót cái nó dở lên. Rất tuyệt vời. Đây là số điện thoại của cửa hàng máy may Linh nha các bạn. Đây. Có nhu cầu cứ liên hệ ngay số điện thoại này là Linh sẽ giao hàng tận nơi tận nhà, dù cho nhiều hay ít, một cái vẫn giao, hai cái vẫn giao, hàng trăm cái vẫn nhận hàng vẫn giao bình thường nha các bạn. Đây
sửa chữa, mua bán các loại máy may công nghiệp, máy điện tử có đầy đủ hết nha các bạn, máy cuốn biên, máy dắt sổ có đầy đủ hết đó. Các bạn có nhu cầu cứ liên hệ ngay số đây. Mình xài máy may đây là mình là làm nghề 25 năm, mình xài máy may của ông chủ Linh đây, cứ điện alo là sẽ đến nhà giao hàng tận nơi, chỉnh sửa đến nhà tận nơi, cho nên thì kết bạn luôn là bạn luôn đó, mua máy may xài mà là bạn luôn đó. Thành ra mình mới dám review cái cửa hàng của bạn Linh mình lên cho các bạn biết, để mà có nhu cầu liên hệ đến ngay ông chủ Linh đây, sẽ giao hàng tận nơi cho các bạn đó. Mình cam đoan các bạn rất là uy tín, alo giao hàng tận nơi, bảo hành tận nhà suốt đời máy may rồi. Ok, kênh chia sẻ cuộc sống đến đây kính chào các bạn nha. Các bạn nhớ ủng hộ cửa hàng máy may của Linh nha, ở xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre.